Ok.
Ghế đi, ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Ngồi ghế đi, để ba ơi. Cánh đầu của Vi ăn nhá. À, đi ngồi lên ghế, ngồi lên đấy. À. Làm cái này vào đấy. Nha. Ừ, miếng này. Ngon không? Ngon không? Hả? Ngon chứ? Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon không? Nhìn. Đi ăn đồ uống. Ăn đồ uống. Hết nhỉ? Đến đi. Hàng này là bí không ăn nữa. Đấy, hàng này là bí không ăn nữa. Đấy. Đó, rửa nhá. Đó, rửa nhá. Đó, bên ngoài này nhá. Má lấy sửa cho. Ừ. Em đi cầm đây. Đây có sữa đâu mọi người. Trời nha. Mà bà ta ăn. Đi mua rồi đấy. Hử? Nha. Nha. Sao vậy? Hử? Nha. Hả? Đi nhà nhá. Bà đi công thật một ngày thôi. Không đảm ngày là bà về nhá. Ừ. Ừ. Bà đi con ngày rồi nhá. Ừ. Bà đi con ngày rồi nhá. Ừ. Sao vậy? Đi nhà nhé, ba đi một hôm ba lên đàn, hôm nay ba về nhé. Hả? Buồn à? Ừ. Hả? Hả? Rồi, đi xuống chơi đi. Hả? À, đi xuống chơi nhá. Đi chơi đi ba. Hả? 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 Hả mày? Hả mày? Ừ. Ba đi một hôm rồi, ba về lại, ba cho ăn gì vậy? Bây giờ mình là anh thấy nhá. Đó, đưa vào là anh. Đây, bác mời nhá. Đúng rồi, khó khăn. Đứng ở đấy, ngồi đây. Thank you.
Làm đi qua cho thầy, ngồi thầy cho ba lấy. Đi nhà phải ngoan nhá. Nhá. Nhà phải ngoan nhá. Tí là mẹ nó đang tới nhá. Ba thì cố gửi cấp ba đi nhá. Thấy chưa? Hãy đi con chuyển tí nhá. Đi. Nhá. Ba gọi mày là anh, mày đang sắp tới rồi. 5 phút là tới đó. Nhá. Thấy chưa? Ừ. Thấy chưa? Ừ. Không. Không. Ừ. Cái mày là anh nhá, thấy chưa? Ừ. Vào đi nhá. Thấy chưa? Từ đó phát ra âm thanh. Bên cạnh trống còn có một nắp âm dùng để phóng đại âm thanh. Vì tiếng kêu của bê sầu rất vang. Do cấu tạo của trống không hoàn hảo, bê sầu cái không thể kêu nên gọi là bê câm. Vì thế, tiếng bê mà chúng ta thường nghe được đều là tiếng bê của bê đực. Do bê sầu chỉ có thể tạo ra âm thanh bằng cách co ép cơ, nên tiếng kêu của chúng phát ra chỉ có một âm điệu duy nhất. Sầu đực thu hút bạn tình bằng tiếng kêu. Đi đi đâu đấy? Tự nhiên đang đang nghe chuyện mà chị vừa đọc sách lên gì nè. Chờ bố á. Bao giờ cũng xong việc mình mới về thôi. Chơi ngoan đi. Chị buồn lắm. Em có như nè. Không buồn nữa nhỉ.
không buồn nha. Yên nhon đi. Không khóc nữa mà. Sống ở Mỹ, chỉ mua cho BB một món quà này, Giáng sinh, mừng Giáng sinh BB, đây một cây thông, hiện tại bố qua bố con rồi bố mua BB đây, đây, ơi, đây, vào đây đi, đây, mẹ quà nào em mình đi đấy nhá, con ở bên đây này, đây, thấy chưa? Đây là bộ quần áo Noel, đấy, rất là đẹp, nhé. Không hả? Để đi nhà bà nhé. Ừ. Nhà bà ngày ngoan đi nhá. Ừ. Thấy chưa? Nhà ngoan nhá, giúp đỡ bà nhá. Ừ. Hả? Hả? Ừ. Hả? Hả? Ok không? Ừ. À, để ba quả lại. Biết đi đó. Ờ. Quả lại nhá. Ừ. Đi nhà nhá. Thôi được rồi nhá. Biết rồi. Bà chín nhá. Rồi. Bà chín. Chín nhá. Đi. Ừ. Để bà đi ba đâu nhỉ? Ba đâu nhỉ? Hả? Hả? Ừ. Đi. Ba đâu nhỉ? Mẹ ơi. Mẹ bố đây. Mẹ đang trong video này.
Nào. Ừ. Bây giờ ơi, ở nhà với ba. Ở nhà với ba ngoài nhá. Ai công cảm một thời gian đó. Thì là nó ba đây. Nha. Nha. Mà ra là bây giờ đi đến máy bay con bỏ xe ngoài sân bay luôn. Để ngoài sân bay nó bừa mà không người đồn về, không gửi ngoài người chắn ngoài. Nha. Mày cứ yên tâm nhá. Nhà đi có mẹ mẹ lo hả? Dạ bà. Hả? Bà đi rồi buồn hả? Bà đi công tác mày hôn bà mẹ. Nha, đi bà. Bà bị. Bà bị. Bà bị. Bà bị. Cho bà bị hả? Đi nhá nhá. Bà nhá. Bà đi. Nó không biết, nhưng mà ăn nhanh đi, ngồi xuống tử tế chứ. Đấy, nó sợ ăn chứ. Đi chơi, chơi gì mà đói bụng thế, hả? Ôi trời ơi, ăn từ từ. Ăn từ từ nhá. Ăn từ từ. Từ từ thôi nhá, của con nó của ai mới ăn vội, ăn từ từ thôi nhá. Đấy, ba lùi vào cho gần này ăn đấy, con gắn từ từ nhá. Giỏi này, đi giỏi này, gắn từ từ thôi. Này nghe đây, alo, khi nào con về? Bị đang ăn. Bị ăn chưa? Bị đang ăn, bị ăn xong rồi. Đấy, bà quân đây. Đấy. Mai bà về nhá. Mai bà về đây. Bị có mừng không? Mai là bị có quà rồi. Bà đi công tác về là có quà bị rồi, bị nhỉ. Bị ăn giỏi lắm. Này. Đấy, bị đứng trông bà về đấy. Rồi.
Chứ mai về nhá. Ờ, thì ba con mãi về đây nha. Thì ba dạy đi con ra ngoài chơi nha. Mãi ba về nhá. Đi ngoài con mãi về nhá. Đi ra đây. Cầm à. Cầm này nha. Lại đây. Nào. Bây giờ nha. Quay lại nào. Đây rồi đấy. Dạ nha. Ừ. Thích bơi hay. Đúng sợ thích bơi lội chứ nè. Ừ. Đó. Đó. Ừ. Đó.
cho Suka và chị về lấy bơi nhỉ? Hả? Nhá, hôm nay cho Suka chị về lấy bơi, bể bơi của Bibi nhá. Bơi thích nhỉ? Ừ, đây rồi, mình bơi. Hả? Thấy chưa? Bên bơi tìm nào. Nha, ở nhà với ba phải ngoan đi nha. Để giúp đỡ ba nhá. Nha. Ba phải có việc gấp, ba phải đi, thấy nhá. Bà đi một thời gian đâu nhá. Bà hiểu rồi. Điên ngô này. Ngon không? Ba để chuối con ăn nhá. Sao không ăn? Sao con không ăn? Hả? Nhà làm gì đấy? Hả? Ở nhà làm gì? Hả? Hả? Đang làm gì? Bà về bà làm xin tối cho hầu cho anh nhá.
rồi. Vào thì bà tắm nhá, trời mưa gió đi mà con đi đâu? Hả? Hả? Mệt chết rồi. Giờ về thì bà tắm nữa chứ nhá. Trời ơi, hôm sau mưa luôn được đi đâu nhá. Ờ. Mệt chết rồi. Ồ, thì bà tắm nhá đi ngủ ha. Bà làm gì đâu đấy? Bà lấy quà cho bí nhá. Ngồi đây. Ba lấy sữa cho bố. Nào.
nhân thịt bò đúng không anh? Nó nghĩa cho tôi bốc đấy. Nghe đi. Mới đi. Mới lại đây. Mới lại đây nào. Đi. Úi giời, ướt hết đi. Ướt hết đi. Hả? Sao? Hả? Bơi đi, bơi đi. Bị bơi đi. Bị. Bơi đi. Bơi đi. Sao? Hả? Sao? Sao vậy? Sao? Đây. Rồi rơi kìa. Từ từ thôi, ngả đấy. Vơi lại đây nào, vơi lại đây. Sao vậy? Hả? Bơi đi. Bà đang đi tắm à? Ờ, để bà đang bơi đi nhá. Ờ, bà bơi nhá. Đi tắm á. Đi tắm nhá. Bơi đi tí nhá. Lâu giờ đi không bơi. Hả?
tắm không ạ? Tao vào tắm nhá. Nha. Đi. Đây, xuống bơi đi. Xuống bơi. Nào, xuống bơi đi tí nào. Lâu rồi không bơi nhỉ. Này xuống đây. Ui, về sớm đi. Đấy à? À. Đây bơi nhanh nhất. Này đây. Đi rồi. À xuống đây đâu. Bơi đi. Bơi. Nào bơi lên nào. Bơi đi. Bơi lên nhanh lên. Ờ giỏi nha. Này thế, bơi lại đây. Lại đây. À ngắn này, lại đây. À. Giỏi thế nha. À. Được không? Ừ. Bơi thi nhá, là bơi ai lại được kia trưởng nhá. Đó. À. Đó bơi đi bơi trưởng nhá, đi lại kia 36 nhá. Bắt đầu nhá. Bắt đầu. 3 2 1 bắt đầu. Đi nhảy xuống đi, nhảy xuống nó bơi tiếp nào. Bơi đâu đây chứ, nhảy xuống. À muốn bơi tới đâu lại à. À nào. Bơi lại đâu này đi. Bơi, nhảy xuống đi. Nó biết nhảy xuống. Không chơi thế. Bơi lại đó. Lại đây. Bây giờ nhá, bây thi lại nhá. À, bây thi lại cho nhanh hơn nhá. Ok, nào, bây lại được kia kìa. À, hôm nay là đi hơi ăn gian đấy nhá. Nào, bây nhá. Hả? Thích nhá. Hả? Hả? Bây đâu? Hả? Thích nhá. À, bơi thích hơn đúng không? Hả? À, hả? À, xuống đây bơi tiếp đi. À, bơi tiếp. Hả? À, bơi tiếp nhá. Nhảy xuống, nhảy xuống đây cho bơi. Xuống đây. Đi, nhảy xuống. Nhảy xuống đi. Xuống đây chứ, xuống đây chứ. Bơi đi. Bơi. Rồi. Bơi tiếp nhá. Nhảy xuống đây bơi thi nào. Bơi thi nhảy xuống.
Lấy chìa khóa ra đây à? Hả? Lấy cả đồ ăn luôn à? Áo, mở cửa đấy. Ờ. Chìa khóa đâu? À, 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 rồi, 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 rồi. Rồi, biết rồi, cảm ơn mình nhá, cảm ơn nhá. À, à. Cảm ơn nhá, ừ, cảm ơn. Đây, Vivi lấy đồ ra đây à? Hả? Lấy cả chìa khóa nè. Đây, cứ vào này, vào đi. À. Ờ. À. Đi ơi. Công nhân nó khổ lắm. Để
qua đấy, qua đấy, qua đấy. Đúng rồi. Rồi, làm việc, làm việc. Hả chưa? Hả? Sao đấy? Hả? Bia nhà ngoan nhá. Ừ. Ở nhà ngoan nhá, nhớ chăm mấy đơn vị cho ba nhá. Ừ. Nhớ. Ừ. Ba đi công tác mấy hôm nữa về. Nhé, về sạc phục sạc. Bia nhà nhá, thấy chưa? Ừ. Ba đi mấy hôm nhá. Đó. Sao vậy? Ba đi có mấy hôm thôi. Mấy hôm về. Ừ. Sao? Ừ. Đi có mày hôn đi mày nhà mày làm anh nhá, mày ra nhà ngoan nhá, thấy chưa? Ừ? Gì? Hả? Ừ? Thấy không? Ừ? Hả? Hả? Ừ? Ở nhà nhá, ở nhà ngoan nhá, thấy chưa?
Thôi, con làm cơm, con làm cái gì? Con ăn cơm, đi gọi cơm thôi rồi. Thưa anh, ba nói rồi. Đi ơi. Đi làm sao? Đi gọi ba à, đi con cơm. Chạy vào đây làm mình đi. Đi, đi ăn cơm nhé. Ba đi công tác vài ngày rồi, chúng ta về. Đi, ăn cơm nha. Đây. Đi mà, ăn cơm. Đi ơi. Sao? Sao vậy? Hả? Sao? À, sao? Sao vậy? À, đi buồn à? Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Ôi, dồi tội nghiệp đấy nha. Đi dặn đấy, đi chung vào chân. Thôi, đi ở nhà đi mấy hôm thôi mà. Đi máy bay đi không đi được. Thế nếu đi máy bay mà đi được cho Bi đi cùng rồi. Nhá. Hả? Nào. Dạ, nghe rồi. Nào. Ừ. Nào nào. Ừ. Ừ. Sao vậy? Không muốn kiểu này là không muốn ở nhà với em đấy. Nào, sáng này sang đấy nào, sang đấy nào, xem nào. Nào, đấy nào. Đấy nào. Sao? Bí là sao? Bí muốn đi chơi cùng ấy nhỉ? Hả? À, không đi được. Không đi được nhá. Ở nhà bữa nay có mấy bạn vịt trời xinh đẹp đấy rồi. Có gì? Hôm nào bạn nói mẹ Lan anh dẫn đi gặp khỉ con tội nghiệp hôm nọ nhá. Kéo em khỉ hôm nọ nhá. Ừ? Kéo em khỉ con đây. Để ba cho mẹ Lan anh số của em Kiên kia để Bí lấy số để liên hệ nhá. Mày có thêm bạn nhá, mày buồn nhá. Ừ. Thấy chưa? Nào, bế đi ăn nào, bế đi ăn nào. Bế đi ăn. Bế đi ăn. Bế đi ăn, dọn cơm cho Bi ăn nhé. Em đi, em dọn cơm với Bi ăn. Nha. Ăn cơm giỏi nhá, mấy hôm nữa này Bi ở nhà chăm sóc vịt này với mẹ Lan anh dẫn đi qua em khỉ con đi chơi nhá. Ừ. Nhá, để Bi có thích người bạn nhá. Thank you.
rồi. Sao đi dậy mà không gọi chị dậy luôn? Sao đấy? Đêm qua em mất ngủ mà nay cũng dậy sớm đấy. Ra ngoài ăn à? Đi đâu đi? Ba đi rồi. Đi có một tuần thôi. Ở nhà cũng còn nhiều cái vui chơi mà. Sao? Sao hả? Thôi, nằm đi. Nằm nè. Thank you.
Chị tìm Bi quá trời. Trời, nhắc ban làm rồi mà. Làm sao đấy? Ừ. Đi đâu? Kêu vậy đi vào trong nhà nhé. Ừ. Hello. 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 H
Chưa, 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 ch
Đi đó, đi đó, đi đó, đi đó, đi đó, đi đó, khoai chín nha. Đó, 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 đâu đây đặt chín nha, ba đâu ba chín nha, hả chín nha, không chưa cơ. Có bác sáng nhà có ngày qua nhà bố mua không hay bố đi công tác hơn bố chưa mua được đó biết tên nó đấy nhá rồi từ từ nào biết chưa được Đi ra đi
Ôi sữa không? Lấy sữa đi nhá. Ngồi xuống đây lấy sữa nhá. Ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy. Ngồi nhá. Ngồi đấy, ngồi đấy. Đi đường về lắm nhá.
Hả? Ở nhà ngoài nha. Hả? Mày đợi. Nha. Rồi, mi cứ cầm đồ lại đâu đấy. Cái cầm đồ lại đâu cả đấy. Nè. Đồ này hả? Mi đưa lại đâu cái cái. Cái đấy. Mi bị cái con ở nhà mà. Hả? Cắt đôi đi. Cắt đôi. Ờ. Quán. Quán đi. À. Nè nè. Hả? Rồi, ở nhà đấy à, ở nhà cầm nhóm nhá. Ừ, nghe đó. Rồi. Rồi, đây. Rồi, đây. Không, đi cô cắt được đồ, đi vào trong đấy ra mở. Rồi. Đi lên này em đi, chơi với em đi. Đi lên chơi với em. Mẹ nha. Mẹ nha ngoan nghe chưa. Ừ. Hả? Thế nè. Mày á. Ừ. Nè, mẹ nha ngoan nha. Ừ. Ừ. Sao vậy? Buồn rồi. Hả? Ừ. Sao? Ừ. Hả? Ừ. Hả? Nhà mẹ mẹ đi bà đi tắt. Nhà có chị mẹ phải mến lắm. Đến đấy. Đến đấy. Nhá. À. Thầy em bây giờ chúng đi về thì gọi thế nhá. Vâng. Vâng. Đi theo Mi. Đây nha. Đây Mi. Không đi mà. Ừ. Không, đi. Đâu vậy? Hả? Đi đâu? Đi. Nào. Đi mà. Đi đâu? Đâu vậy? Hả? Nào. Không đi mà. Đi. Đi ở nhà chứ. Ừ. Nào. Nào. Ừ. Ở nhà đi. Má về quê với bà mấy hôm hả? Nhá. Má nhé. Ừ. Má. Đừng buồn. Nhá. Ừ. Hay chưa? Nào. Má ra đây ra bên. Ra đây. Nào. Ăn đi. Nhá. Nhá. Ở nhà nhá. Ở nhà. Ừ. Nhà nghỉ nhá. Ừ. 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 Nhà. Ừ. Ở nhà nhá. Ở nhà. Ừ, nhà mà lan anh nhé. Hả? Hả? Chịu ơi. Ừ, sao? Ừ, sao nào? Sao? Đi. Sao nào? Đi. Sao? Sao? Ngồi đấy à? Không chịu đi à? Hả? Sao? Ừ? Sao? Ừ? Hả? Còn đi à? Không sao, hôm sau về thì ba, nếu mà không phải không xong việc thì ba về, ba đón đi nhá. Ba đón về quê luôn nhá. Nào lên đây, lên bên nào, bên con mày lan anh nhá. Này lan anh để bí nhá. Bí không chịu rồi. Chị bên nhá. Anh nhớ nhá. Anh nhớ đi. Anh nhớ chị nhá. Có phải em về chơi cùng này không? Đi. Đi ơi. Đi. Nào. Ở đây, ở đây. Ở đây. Ừ. Nào. Ừ. Nào. Nào. Ừ. Nào. Ở đây. Ừ. Ừ. Ở nhà nó, nhà này có nhiều vườn cây, nhiều hoa quả ăn mà. Ừ. Nhé. Đấy, rộng hơn rồi. Ừ. Ừ. Ở nhà mấy hôm nữa mà, còn đi đâu lâu lâu. À, ngoan nhá, cái kiểu đi ra đây này. Ở bên này, bên này. Ờ, trời, rồi. Bên này. Nhá. Ở bên này. Ngoan nhá. 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 Ngoan n
Về nhà đi. Thôi bye bye ba đi. Bye bye này. Anh nhá. Đi ơi. Nó đi ra nhà đi. Nó đi. Thôi đi. Sao? Trời ơi, cởi áo ra vậy. Tụt cả. Nào. Đi ơi. Hả? Tao đi nhớ ba đấy. Quê. Ừ, mày ăn 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 mày Nha, mày nha. Bye bye. Anna, chắc chắn đi. Anna, chắc chắn đi. Thôi, thank you.
đi. Tao cùng đi mà. Tao đi. Đâu vậy? Rồi, chị con bơi trước. Rồi, Bi bơi đi. Bơi theo, Bi đuổi theo, nhanh lên. Bơi theo, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đây. Rồi. Rồi, Bi thắng à. Thank you.
Đi ơi. Bi ơi. Bi ơi. Chân lạnh ốm đó. Sao đấy? Ra chạy ra đây để ngủ. Để ngủ ấy. Đi. Sao đấy? Đi. Đi ra đấy. Trời ơi, mất ngủ cả. Đi. Đi buồn đấy. Không ở đây khóc. Đi. Đi. Đi nhớ ba hả? Không nhớ nè. Gái ngủ ngoài này lạnh lắm. Ba phải chăm bà thôi. Nhé. Thôi ba lại đi. Mày lại lên đâu? Bên đây. Bên đây. Đi nhà, đi nhà mình à? Hả? Mày lại đang đi chưa? Hả? Đi đâu để bà gọi mày lại đang nào? Hả? Hả? Đâu bên đây. Lâu ngày quá nhỉ? Hả? Hả? Mày bà mệt nhá, bà mệt nhá. Bà bị mệt nên bà nhà nhá. Nhá. Bên đây. Bên đây. Nhà buôn nữa không? Hả? Để tí là ba gọi điện à, cho khỉ con không chơi nhá. Hả? Để gọi khỉ con đang chơi nhá. Đang chơi bí bí nhá. Đây này, nhiều bánh đó. Ba cho bí bí đây. Nhá. Để vào mình ăn nhá. Nhá. Massage đi yêu, mẹ đang đi massage đi yêu. Mẹ kia tí nữa là ba tắm nhá. Mẹ tắm nhá, tắm để massage nhá.
Hả? Ừ? Hả? Ăn nhá, ăn nhá. Ừ, ăn đi cái nhá. Ăn đi cơm ba nhá. Ra lấy vali, chú ba không đi đâu, ở nhà mình đi đi mà, nhá, nhá, anh đừng lo, nhá, nhá, lấy vali sau xe này, lấy cái quần áo 30 ở đây này. Hả? Đó đấy, hả? Nó đi đâu đâu? Đây, sang bến nào, anh lên bến, đi, đây, xuống đây, đi lên đây, đi vào đây, đi vào đây. Đi đâu đâu? Tí nữa là ba lấy.
Nè, sao biết không? Đây, đi ăn. Từ từ thôi nhá, ăn từ từ thôi. Thấy không? Thấy không? Ăn nhỉ? Ba cái cây ba rồi đấy. Ăn từng đấy thôi. Anh ăn thấy nhiều á nhá. Tí đâu ba lên về. Đó, ăn gì đó. Mà sao nó bé hả? Mình sao luôn đấy.
Quay khế đâu đây? Thì chú ấy khế ngọt đây. Xem nào. Chú ấy ngọt. Từ 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 nước chảy ra. Chán hơi vơn à? Ngon lắm. Nước tay rồi, úi giời. Sao? Sao? Xong với cùng à? Hả? À? Cùng nhá, xong với cùng nhá. À, rồi, rồi, rồi. Cùng bơi à? Cùng lâu lắm, cứ bơi. Úi giời, lạnh luôn à? Hả? À, vào bơi. Ờ, này xong bơi, nha. Xong đấy, xong đấy. À, đi chỗ này, này chỗ này, đi, này, này. Này chỗ này, xuống, đó, bơi đi, bơi đi, lặn đây lặn khiếp nhỉ. Xong bơi đi. Xong đấy. Lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Lại đây. Lên đây, lên đây. Nè. Nè. Bơi lên đây. Thấy chưa? Thấy không? Hả? Thấy không? Hả? Anh là ui dồi ôi nha. Lâu lắm rồi được bơi nha. Hả? Làm ra được bơi này hả? À, lâu chưa được bơi gì đấy. Ừ, nào ngoan nè. Ờ à, bắt đầu. Đấy sao ra chỗ đấy, nhìn đấy, nhìn chỗ đấy, nhìn đấy, nhìn đấy. Đấy, ngay xuống đấy. Xuống, ngay xuống. Đó, ngay xuống. Rồi, bơi lại đây. Bơi lại đây. Rồi, bơi lại đây. Rồi, rồi đấy nhỉ. Rồi, đây. Rồi, đây đây, bơi lại đây. Rồi, nào, lại đây. Lại đây, lại đây, ngoan đây. Đấy nhỉ. Hả? Lại bình dậy xuống đây. Thích chưa? Để chỗ đi. Để chỗ đi. Rồi. Thích chưa?
Hả? Đi không? Đây đây, đây là ba tắm đi. Đi coi con. Đây, đấy, em ba gọi máy đi muốn làm cỏ đấy, làm vườn đấy, đấy, máy làm vườn nhé, thả máy làm vườn nhé, đây 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 này, đấy, ơi, giỏi không, rồi đi vào nhé, đi vào tắm nhé, tắm một tối tối đó nhé, đấy, xe má mới xúc má mới xúc làm cỏ đó, đấy. Cầm cái đĩa rồi nó cầm đĩa thì ngắn đấy, đấy cầm cầm xa lên gì nào, đấy 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 rồi. Giỏi nhỉ. Đi đĩa vào. Sao lại thêm cà rốt cho Bi nhé. Từ đó nhé. Từ từ thôi. Nói anh bao tiền chưa đây? Vâng. Vâng, qua một ngày mà đi anh đi thì về. Đi còn lừa cái kia để mà mai thì con về. Cái tiền bảo à? Học cái tiền bận rồi. Vâng. Kiên bảo em đi đi tập. Thấy rồi, đi kia không? Tâm tâm không? Đi đi kia. Đi nào. Thì mình thích có bạn này đi chơi. Anh nhé. Một lên.
hai bát rồi đi. Ăn giờ rồi. Nó tới. Thấy ngon không? Bibi phụ chuẩn bị hết bữa cơm này. Nó ra đây nhá, mọi người.